Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Sơn Toyota. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một vấn đề mà chắc hẳn rất nhiều người quan tâm, đó là lần đầu mua ô tô thì chúng ta nên chọn xe mới hay xe cũ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Với những người lần đầu sở hữu ô tô thì quyết định mua xe không hề dễ dàng, và một trong những điều phân vân đó là chọn một chiếc xe mới tinh hay là tìm những xe đã qua sử dụng. Trong quan niệm của không ít người Việt thì ô tô không đơn thuần đóng vai trò là phương tiện đi lại mà đó còn là một tài sản lớn. Chẳng thế mà trước khi mua xe, người ta vẫn thường hay xem ngày, xem giờ hay làm lễ khấn với mong muốn chiếc xe đem lại sự bình an, người chủ chắc tay lái vững tay trèo. Cũng bởi vậy, việc mua xe ô tô nào, loại gì, tài chính ra sao không khi nào là dễ dàng, đặc biệt là với những người lần đầu sở hữu xe ô tô. Giữa vô vàn sự lựa chọn thì trong những năm gần đây, thị trường ô tô cũ đặc biệt sôi động khi đón nhận lượng quan tâm lớn từ khách hàng. Vậy người lần đầu mua xe ô tô thì có nên chọn xe cũ hay không? Mỗi loại có ưu và nhược điểm gì? Hãy cùng với Thế Sơn Toyota tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Ô tô cũ giúp tiết kiệm chi phí. Chênh lệch về giá bán là khác biệt đáng kể nhất giữa xe cũ và xe mới. Với cùng một số tiền, bạn chọn ô tô cũ thì cũng có thể chọn được một chiếc xe ở phân khúc cao hơn hay tiết kiệm từ vài chục triệu, vài trăm triệu cho tới cả tỷ đồng. Ô tô cũ là sự lựa chọn giúp người mua tiết kiệm chi phí. Chẳng hạn, để lăn bánh một chiếc Hyundai Grand i10 bản sedan 1.2 AT phiên bản 2020, người dùng phải chi khoảng 470 triệu đồng. Với cùng số tiền đó, bạn có sự lựa chọn khác là Hyundai Accent 1.4 AT cũ phiên bản 2018. Còn nếu mua Grand i10 tương tự nhưng xe cũ 2018 thì sẽ tiết kiệm được khoảng từ 70 đến 100 triệu đồng. Tỷ lệ khấu hao của xe cũ cũng sẽ thấp hơn so với xe mới. Ước tính khấu hao của ô tô phổ thông trong 3 năm đầu là 10% giá trị xe một năm. Những năm sau đó, tỷ lệ này sẽ giảm còn 5% giá trị xe một năm. Như vậy, việc sở hữu một chiếc xe ô tô cũ sẽ giúp người chủ tiếp theo chịu mức khấu hao thấp hơn. Đi cùng với đó, mức đóng phí bảo hiểm thân vỏ cho một chiếc xe ô tô 3 năm tuổi, 5 năm tuổi cũng sẽ thấp hơn so với một chiếc xe mới. Một điểm nữa để những người lần đầu sở hữu ô tô quan tâm tới xe cũ là họ thường chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe thực tế. Vì vậy, sẽ không tránh khỏi những tình huống va quệt nhẹ, xây xước thân vỏ, đặc biệt khi tham gia giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc xe cũ có thể phần nào đỡ xót xe hơn so với xe mới tinh. Tiềm ẩn những rủi ro. Bên cạnh những mặt lợi nêu trên, thì người mua xe cũ cũng sẽ phải đối mặt với những rủi ro nhất định, từ việc chất lượng xe sau thời gian đến các thủ tục pháp lý, chính sách bảo hành của hãng. Một chiếc xe ô tô cũ ít nhiều cũng đã trải qua thời gian phục vụ người chủ trước. Trong quá trình đó, chiếc xe đã vượt qua bao nhiêu cung đường, bao nhiêu hành trình mà người chủ mới rất khó để biết. Điều đáng lo ngại nhất khi mua ô tô cũ là gặp phải những chiếc xe từng bị tai nạn nặng, xe bị thủy kích. Vấn đề tiếp theo là xe cũ sẽ nhanh tới kỳ bảo dưỡng lớn. Lúc này, chi phí phát sinh sẽ tăng lên. Chẳng hạn như với một chiếc ô tô phổ thông hạng A, mỗi lần bảo dưỡng trong 2 năm đầu chỉ tốn khoảng 1-2 triệu đồng. Tuy nhiên, ở năm thứ 3, khi xe đã chạy được khoảng 3-5 vạn km, thì nhiều linh kiện lúc này yêu cầu thay thế, bảo dưỡng có thể sẽ tăng gấp đôi, gấp 3 so với trước đây. Đó là chưa kể tới xe cũ sẽ sớm hết chính sách bảo hành chính hãng, không còn được hưởng quyền lợi từ nhà sản xuất. Còn riêng với các dòng xe sang, chi phí sử dụng, bảo dưỡng với ô tô cũ có thể lên tới vài chục triệu, cả trăm triệu đồng mỗi năm. Đây phần nào giải thích cho việc xe sang cũ thường nhanh mất giá. Không giống mua xe mới, mua xe cũ chủ yếu là giao dịch giữa cá nhân với cá nhân, vì thế cũng phát sinh những nguy cơ liên quan đến vấn đề pháp lý của chủ cũ. Chẳng hạn như xe có thể là tài sản thế chấp, cầm cố, là tài sản chung của cả vợ và chồng nhưng không được đồng thuận. Trong lúc đó, chọn xe ô tô mới sẽ là giao dịch với đại lý chính hãng và quyền lợi vì thế sẽ được đảm bảo hơn. Lưu ý khi mua ô tô cũ. Thứ nhất, hãy kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ của xe, kiểm tra giấy tờ liên quan đến xe như là đăng ký xe, số đăng kiểm, biển kiểm soát. Hãy kiểm tra thật kỹ và khẳng định chiếc xe chuẩn pháp lý, không vi phạm pháp luật để tránh rắc rối cũng như phạt nguội. Ngay từ bước này cũng phần nào giúp hiểu được về chủ cũ của xe. Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng bởi rất có thể chiếc xe đã được tân trang.
Hãy đưa chiếc xe vào hãng hoặc đem tới một người thợ xe lâu năm mà chúng ta có thể tin tưởng được để kiểm tra. Các phần được quan tâm là máy, khung gầm, keo chỉ hay giàn điện của xe. Công tơ nét cũng hoàn toàn có thể bị tua ngược để làm giả nên con số này không nói được lên tất cả. Tuy nhiên màu sơn, nội thất và đặc biệt là các chi tiết thường tiếp xúc trực tiếp với người dùng như là vô lăng, ghế da, cần số sẽ cho biết thêm về tần suất sử dụng của chiếc xe ô tô đó. Thị trường nào cũng có mức giá chung. Khi nhìn thấy một chiếc xe được bán rẻ bất thường thì cần đặt câu hỏi về nó thay vì vội vàng vơ lấy. Ngay cả với việc mua ô tô cũ của người thân cũng vậy, chúng ta cũng nên chủ động nhờ bên thứ ba kiểm tra để tránh những rắc rối không đáng có. Vừa rồi là một vài những mẹo nhỏ mà Thế Sơn Toyota muốn đưa ra để giúp các bạn, đặc biệt là những người mua ô tô mới sẽ có nhiều sự lựa chọn cũng như là những lưu ý khi chúng ta lựa chọn một chiếc xe ô tô cho riêng mình. Nếu các bạn thấy video hay và có ích thì đừng quên like, share, subscribe và đừng quên bật chuông thông báo cho kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn trong thời gian tiếp tới các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55.